Và bây giờ sẽ là phần thuyết trình của team Super Mentor Hương Giang. Mình cảm thấy đây là một thế mạnh của Giang. Và chị Hương Giang cũng rất là kỳ vọng vào cái chiến thắng ngày hôm nay. Nên là chị Giang đã sắp xếp mọi thứ một cách trơn tru. Và bây giờ xin mời đoạn clip của team Hương Giang. Phải nói là team chị Hương Giang làm clip rất hay và Trang thấy được cái tinh thần của người miền Tây trong đó. Em xin chào các vị ban giám khảo, xin chào 4 vị Super Mentor. Em là Hương Giang, new mentor của thử thách ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, Việt Nam chúng ta không nổi tiếng với những đồ ăn đóng hộp hay không nổi tiếng với những đồ ăn nhanh, mà Việt Nam chúng ta nổi tiếng với những đặc sản được làm ra bởi chính đôi tay của những người mà em gọi đó là nghệ nhân. Và trong chuyến trải nghiệm du lịch ẩm thực lần này thì chúng ta còn được trải nghiệm về những giá trị văn hóa mà ngày hôm nay chúng em chọn cho video của mình, đó chính là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, đó chính là cải lương. Và chính sự kết hợp này khiến cho việc thưởng thức ẩm thực không chỉ dừng lại ở những điểm chạm về mặt vị giác, mà nó còn là sự dung hòa khơi gợi của tất cả những giác quan. Và trong video của chúng em, mọi người cũng có thể nhìn thấy được đặc trưng của quy trình sản xuất bánh xèo và những sự duyên dáng của những cô gái miền Tây và sự hiếu khách của những người bán hàng, và đồng thời đó chính là sự hạnh phúc của họ khi được khách hàng của mình yêu thương những món ăn của mình. Các bạn đóng vai người thùy mị đằng sau cái tấm màn che trúc, mà khi mà bưng bánh xèo rồi đứng dòm khách ăn á, tôi rất là khen các bạn đóng y. Và thành phần để làm ra bánh xèo, bánh khọt cũng chính là những thành phần vô cùng thuần Việt như là bột gạo, nước mắm, và đặc biệt nhất là đối với bánh xèo miền Tây thì đó chính là tôm càng xanh. Mọi người có thể nhìn thấy bức tranh này ở trong video của chúng em là sau khi nghệ sĩ múa cải lương múa xong và đã đưa nó cho du khách. Đây chính là khát vọng đem bản đồ ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Và ở tại đây chúng em đã xóa bỏ tất cả những ranh giới, xóa bỏ tất cả những nhiệm vụ riêng lẻ của từng nhóm để chúng em cùng thực hiện một sứ mệnh chung nhất, đó chính là quảng bá ẩm thực, quảng bá văn hóa của Việt Nam, khẳng định rằng Việt Nam chính là bếp ăn của thế giới. Việt Nam is the kitchen of the world. My cảm thấy tự hào vì Hương Giang đã truyền đạt hết tất cả các nội dung mà team My muốn đến ban giám khảo. Em xin được gửi lại thông điệp sâu sắc nhất mà bọn em muốn truyền tải thông qua video của mình, và cảnh này cũng xuất hiện trên video ạ. Anh Thắng chưa rõ lắm, hai cô gái là em với lại bạn ở trong đội á, là đóng vai trò gì ở trong câu chuyện này á? Em và bạn của em ở trong đội đóng vai trò là chủ của nhà hàng miền Tây này, phục vụ những thượng khách, những du khách đến với món ăn mà bọn em chế biến ra với tất cả sự niềm nở và sự hiếu khách và sự tôn trọng nhất ạ. Cái cách ăn bánh xèo của một người thực khách, đây là cái thông điệp còn thiếu ở cái chỗ là cuốn với rau rồi chấm với trong bánh xèo. Một trong những tinh túy vẻ đẹp lớn nhất của món bánh xèo đối với anh Thắng, đó là một cái văn hóa ăn cuốn. Nó tạo cho mình cái cảm giác ngon và thu hút lắm. Nó lại bị hơi mất đi tính cách rất là đặc trưng của người miền Tây, đó là hiếu khách. Em có thể hướng dẫn khách rất nhanh và rất là thuần thục. Cái đó nó mới chính là cái khác biệt về cái văn hóa của người miền Tây, Cần Thơ. Không có cái chuyện một cái người chủ quán hay là một người nhân viên của quán ăn nào mà phải ngồi xuống tiếp khách hay là quận rau, quận bánh xèo cho khách mới là hình ảnh của một người gọi là hiếu khách hay là thân thiện. Đang hoàn toàn không đồng ý điều này. Ở đây chúng em muốn truyền tải cái thông điệp là khi du khách đến ăn những món ăn của người Việt Nam thì họ sẽ có nhiều cách thưởng thức khác nhau, không nhất thiết là phải ăn theo một cách duy nhất. Mà em thấy anh ăn cũng ngon mà. Thấy anh ăn thì ngon. Bạn Nam đóng quá tốt, bạn có được một cái điểm cộng là bạn làm cái cảnh ăn á, nó rất là thu hút. Cái clip này mà em đã hài lòng rồi ha, thì cái chi tiết nào và cái gì mà em tự tin nhất là em có thể khoe được với bạn bè quốc tế? Cái giá trị mà em tự tin nhất khi đem ra khoe với bạn bè quốc tế trong clip này, đó chính là cái giá trị thuần Việt của bánh xèo. Bằng hình ảnh gì trong clip? Đó là bằng hình ảnh các nguyên liệu để làm ra bánh xèo, đó chính là bột gạo. Nhắc đến gạo thì mọi người đều biết là Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, và đây chính là một sự tự hào về nền văn minh lúa nước và cũng là sự tự hào dân tộc.
Và thứ hai đấy là nước mắm, đây cũng là một gia vị truyền thống và thuần Việt của Việt Nam. Và cái thứ ba đấy là một cái đặc trưng của miền sông nước miền Tây, đó chính là tôm càng xanh. Bạn chưa có tự tin. Tất cả những cái câu hỏi của ban giám khảo đôi khi nó không nằm ở trong cái sự chuẩn bị của bạn. Nhưng bạn đủ tự tin và bạn tin cái mà bạn đang đi á, thì bạn sẽ có thể trả lời được rất là hiệu quả, rất là tốt. Hà nghĩ clip của Hương Giang ấy thú vị. Nhưng mà bạn biết không, hay á. Và chúng ta cảm nhận được nghe, chứ không cần phải nghe thì